Ok, dễ đề ôn tập chương 3. Câu 1. Trong không gian cho hai điểm AB vector AB, lấy B trừ A, lấy H trừ 1 này là bằng 1. 1 thì chỉ có đáp án D mới có 1. Ha, mặt phẳng có phương trình là sẽ song song với OX. Thì ở đây em ghi vô vở em này, ghi vô sao vở em á, nó có hai cái lưu ý như thế này. Đó là mặt phẳng song 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 với trục OX á, nó sẽ có phương trình là AX dạng BA hàng AI AI cạnh bia giấy cạnh C cạnh không. Còn mặt phẳng mà chứa chứa trục OX thì sẽ có phương trình là AI cạnh bia giấy cạnh không. Đây là hai cái nốt của mình. Mình nốt như vậy thì mình sẽ tự tự suy ra mình song song, ví dụ khi mặt phẳng song song với trục OA thì như thế nào rồi? Hoặc là chứa trục OA thì như thế nào. Nếu mà chứa trục OA thì chúng ta có AX cộng BZ bằng 0 thôi, đúng không? Trả lời về ha, mặt phẳng là nó sẽ song song với trục OX, đúng cái form này. AX cạnh AA cạnh BZ cạnh C bằng 0, đáp án A. Chỉ có A với Z thôi, với lại có một cái này ở đây nữa thì nó sẽ song song trục OX. Câu 2 A. Câu 3. Hình chiếu vuông góc của điểm A, của trung điểm A của đoạn thẳng AB lay mặt phẳng OIZ là điểm nào? Trung điểm A của đoạn thẳng AB được tính bằng cái công thức sau đây. Em sẽ lấy tọa độ của A cạnh tọa độ của B chia 2. Cụ thể em sẽ lấy trừ 2 cộng với tóm là bằng 6 chia 2 bằng 3. Đó, tương tự như vậy. Chúng ta có trừ 1 với lại nam. Sau đó muốn chiếu lên mặt phẳng OYZ thì em sẽ giữ YZ là và em cho x bằng 0. Tức là em sẽ có cái điểm là 0 trừ 1 nam. Đáp án A. Đó, nhớ lên chiếu lên cái gì thì giữ nguyên cái đó nha. Chiếu lên OYZ thì giữ nguyên YZ. Rồi chúng ta cho x bằng 0. Chiếu lên ô y giấy thì giữ nguyên y giấy và cho y bằng không, cho cái y bằng không. Rồi 4. Trong không gian ô y giấy điểm M thỏa mãn, điểm M có tọa độ là 1, 0, 2 thì nó sẽ thuộc cái trục ô x giấy này, mặt phẳng ô x giấy. Đây nó cho y bằng không là thì nằm ở mặt phẳng ô x giấy. Đó. Và nam là một bạn khá là già. Thế thì để em cố nè. Chúng ta sẽ không biết đang có 18 bọn chứ nữa phải lên nhóm hủ là phải có bọn mua hạt rồi. Còn mua không hạt nữa không. Mặt phẳng phi điểm M nằm trên mặt phẳng phi thỏa mãn MA bằng MB bằng MC. À, để anh vẽ ra dễ này. À, đầu tiên trước khi mà vẽ bề nam á, thì có hai bề chúng ta có thể vẽ được ngay lập tức, đó là bề xá với bề bả. Cụ thể này, mặt cào tâm A và đi qua A thì có phương trình bao nhiêu? Tức là nếu mà mặt cào tâm A mà đi qua A á, thì nó sẽ có bán kính là AR. Thông qua đó chúng ta đến được bán kính. Bán kính đó chính là độ dài của đoạn thẳng AR. Độ dài AR thì em biết rồi đó, độ dài của một đoạn thẳng lấy nam trừ 1 tất cả bình trừ 1 trừ 3 tất cả bình đó. Càng càng lại em tính được độ dài AR bằng K24. Thế thì mặt cào tâm là như thế này thì nó sẽ là x trừ 1 y trừ cho trừ 3 z trừ 2 bằng K24 bình cho bằng đi bà bả. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Thì mệnh đề đúng là câu C. Nhưng mà trước khi kiểm tra câu C á, thì em phải thuộc những câu ví dụ câu A kiểm tra được ngay lập tức là nó không đúng rồi. Thế thì ba vectơ ABC đồng phẳng khi nào? Em phải nhớ được cái kết quả này. Ba vectơ ABC đồng phẳng khi mà vectơ A nhân có hướng vectơ B rồi đem nhân vô hướng vectơ C.
bạn bè không á, thì ba beta nó sẽ đồng phản. Chúng ta nhận thấy được rằng cái việc kiểm tra cái này tuy nó không có nhanh, tuy nó không có chậm lắm, nhưng mà nó phức tạp, cho nên chúng ta bỏ qua câu B trước, ta tính câu C trước. Thì công thức tính cos của gác giữa hai vectơ BC là gì? Thì đó sẽ là tích vô hướng của B nhân C, sang là chia cho độ dài B, đây là độ dài C. Ừ, tích vô hướng của B nhân C chia độ dài B với độ dài C, thì tính được nó ra logan sáu trên ba luôn, chọn đáp án C luôn đó. Mình sẽ bỏ qua được cái bước kiểm tra câu B, định nó sẽ tất nhiên là xe rồi. Đó là nội dung của bài 6 và bài 7, và tất nhiên tích vô hướng. Đó, nhớ hai công thức này, ABC đồng phản khi mà vectơ A nhân vectơ B có hướng, sau là nhân với C vô hướng bằng không. Còn công thức về tính cos giác thì hai vectơ là công thức nào? Tích vô hướng chia tích độ dài. Độ dài của B là bằng căn của một bình cạnh một bình cạnh không bình này. Độ dài của C là căn của một bình cạnh một bình cạnh một bình này. Đó, cái này. Rồi. Bây giờ xóa hai câu xóa bả đi. Giờ chúng ta lồn với câu câu nam. Câu nam là câu hơi khó chút. Ý tưởng câu nam á, thì mình sẽ dựa vào cái dòng là MA bằng MB bằng MC này. Thì hồi hồi học kỳ 1 á, mình hạ một kết quả như đây em này. Khi mà em có cái tôm giáp ABC đây. Đây là tôm giáp ABC. À, nếu mà có một điểm M ở nằm bên này mà MA bằng MB bằng MC á, thì hình chiếu của M xuống mặt phẳng ABC nó sẽ trùng với lại trạng tâm, trùng với lại tâm đường tròn của tiếp tâm giác ABC, được chưa? Cho nên mình chiếu xuống đây này. Đó, ví dụ mình chiếu xuống MO đây này, thì khi mà MA đề cho MA bằng MB bằng MC á, thì suy ra là MO sẽ vuông gác với lại cái mặt phẳng ABC, trong đó O là tâm vòng ngoại tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tâm giác ABC. Cái mình còn được học thêm là nếu như mà tâm giác ABC là tâm giác đều á, thì tâm đường tròn ngoại tiếp nó là trọng tâm. Nếu tâm giác ABC là tâm giác vuông á, thì tâm đường tròn ngoại tiếp nó sẽ là trung điểm cạnh huyền, nhớ không? Thì khi mà em nhìn ba cái điểm ABC này, tất nhiên là không có gì đặc biệt hết cả rồi, nhưng mà chúng ta thử kiểm tra thì thấy là tâm giác đều hay là tâm giác vuông hay là tâm giác gì đó. Thì khi mà em kiểm tra được á, em sẽ tính nhanh này, tính nhẩm nhanh cái độ dài AB này, cái em tính nhẩm nhanh độ dài BC này, và em tính nhẩm nhanh độ dài AC này, thì ba nó bằng nhau hết, em nhẩm được. Lúc này em nhẩm được á là AB bằng BC bằng CA, thì C là tôm giác ABC đều. Khi mà tôm giác ABC đều á, thì cái O này chính là trạng tâm của tôm giác ABC. C là O là trọng tâm tôm giác ABC, và O lúc này thì chúng ta thay bằng chữ G luôn. G. Đó, thành chữ G luôn. Tức là điểm G trạng tâm tâm giác ABC thì nó có tọa độ là đó, nên là MG vuông gác là thẳng ABC đó. Lúc này là mình sẽ có là MG vuông gác là thẳng ABC. Trong đó thì cái điểm G nó sẽ có tọa độ là trạng tâm của một tâm giác, thì em lấy ha cạnh một chia ba thì 4 phần 3. 1 phần 3. Với lại 2 phần 3. Khi mà em có được điểm G là trạng tâm tâm giác ABC rồi á, và MG là vuông gác với lại ABC á, em sẽ lập được phương trình đường thẳng MG. Đây, nhớ nha. Phương trình đường thẳng MG thì lập ra, nhớ này. Đó, đường thẳng MG. Đường thẳng MG nó sẽ có hai tính chất. Nó sẽ có cái nó nhất là đi qua G. Tính chất thứ nhất là đi qua G. Tính chất thứ hai á, là nó sẽ có vectơ chỉ phương
là bàn vectơ pháp tuyến của mặt thẳng ABC. Bởi vì cái đường thẳng MG của mình á, cái vuông gác của mặt thẳng ABC mà, cho nên là vectơ chỉ phương của đường thẳng MG thì hắn sẽ là vectơ pháp tuyến của mặt thẳng ABC. Thế thì câu hỏi đặt ra là lồn ra để tìm được pháp tuyến mặt thẳng ABC. Thì mình học rồi, khi mình có 3 điểm ABC á, thì vectơ pháp tuyến của mặt thẳng ABC nó sẽ là tích có hướng của AB với AC. Đây, mà pháp tuyến mặt thẳng ABC là đoạn tích có hướng của AB là AC. Lúc nào anh tốn gọn là thì khi mà em tính tích có hướng của AB và AC em sẽ được một cái rất là đẹp, đó là màu 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 đó nè. Thì khi đó em sẽ lập được phương trình đường thẳng MG, bởi vì đường thẳng MG nó đi qua một điểm G này, và thậm chí là nó có vectơ chỉ phương nữa, bởi vì nó vuông gác mặt thẳng ABC cho nên nó nhận vectơ pháp tuyến mặt thẳng ABC có rồi, là vectơ chỉ phương hết. Thì suy ra vectơ đường thẳng MG là x y z 4 phần 3 này, 1 phần 3 này, 2 phần 3 này, cạnh t này, cạnh t này. À hình như trang đi, hình như tính là ra một có một dấu trừ trong này á. Để cô thế nào, thao tính lại cho kỹ đi. Đầu tiên chúng ta có vectơ viết đây đi, vectơ AB đi, thì nó sẽ có tọa độ là trừ 1, 0, trừ 1. Vectơ AB đây, trừ 1, 0, trừ 1. Vectơ AC là trừ 1, 1, 0. Thế thì đầu tiên là 1 nè, tiếp theo là 1 nè, cuối cùng là trừ 1 mới đúng. Cho nên chỗ này là trừ 1. Cho nên là vectơ trừ 1. Là pháp tuyến. Thì chỗ này là trừ t. Chúng ta phải lập phương trình đường thẳng MG làm gì vậy? Thì em nhớ một cái một đặc điểm ở đây á, là điểm M nó nằm trên mặt thẳng phi này, có phương trình cho trước này. Và đồng thời ấy, thì điểm M nó cũng nằm ở trên đường thẳng MG nữa. Cho nên khi em có phương trình đường thẳng MG với lại khi mà em có phương trình phi, thì cái điểm M nó sẽ là giao điểm của cái đường thẳng MG với lại mặt thẳng phi. Nhớ nha, nhắc lại là khi mà em có phương trình đường thẳng MG với lại em có cái điểm phi, cái mặt thẳng phi, thì điểm M nó vừa thuộc cái này vừa thuộc cái kia, thì điểm M sẽ là giao điểm của đường thẳng MG với mặt thẳng phi. Tới lúc này chúng ta nhớ lại cái phương pháp để tìm ra giao điểm của một đường thẳng một mặt phẳng, là em đem cái tọa độ của đường thẳng đó em thay ra mặt phẳng này, em sẽ được em tìm được t. Cụ thể này, x á, thì em thay bằng 4 phần 3 cạnh t, 4 phần 3 cạnh t. A á, thì em thay bằng 1 phần 3 cạnh t. Z á, thì em thay bằng 2 phần 3 trừ t, trừ 2 phần 0. Thông qua đây mình sẽ vẽ được là t bằng 1 phần 3 thì phải. Nhớ nhớ đó, t 1 phần 3. Thế cô phải không? 3 phần 3 trừ 2, 1 phần 3, t 1 phần 3. Sau khi vẽ được t 1 phần 3 là tha lại ngược lại cái đường thẳng MG đi, chúng mình sẽ tìm được điểm M cụ thể luôn. Hay là đây, xưa điểm M nó có tọa độ này, 1 phần 3 cạnh 4 phần 3 là 5 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3 là 2 phần 3, 2 phần 3 trừ 1 phần 3 là 1 phần 3. Đó rồi, chúng ta tìm được A, B, C. Và lúc đó có thể tính được A cạnh 2B cạnh 3C là bằng bao nhiêu. A cạnh 2B là 9, cạnh 3C là mất đi. Nhìn là quá trình chúng ta sử dụng rất là nhiều cái kiến thức ở đây. Đầu tiên là khi mà em nhớ là khi mà A bằng MB bằng MC á, thì em phải có là hình chiếu của M xuống mặt phẳng ABC trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, ngoại tiếp nha. Mà khi mà tam giác ABC chúng ta nhẩm được thì nó là tam giác đều, nhẩm ra em mới lẻn lẻn em mới tính cái độ dài của AB, độ dài của BC, độ dài của AC.
thì nó đều bằng nhau hết, cho nên là tam giác đều. Ma máng hay là tam giác đều á thì cái gờ đi, cái hình chiếu này nó sẽ chính là trọng tâm, bởi vì khi mà tam giác và tam giác đều á thì tâm đường tròn ngụy tiết nó sẽ trùng với lại trọng tâm của tam giác, được chưa? Sau rồi cái em sẽ có là mà em đã có điểm G cụ thể luôn bằng cách là em lấy 3 điểm ABC bên cạnh lại chia 3 điểm G, và em dựa vào cái tính chất là mà G vuông góc với mặt thẳng ABC thì em sẽ lập được phương trình đường thẳng MG, bởi vì hắn đi qua G và hắn vuông góc mặt thẳng ABC nên nó sẽ nhận cái mặt thẳng ABC làm vectơ, hắn sẽ nhận cái phóc tuyến của ABC làm chỉ phương của hắn. Nhớ là phóc tuyến ABC có được bằng cách là nhân có hướng AB với AC, chúng ta làm rất là nhiều công việc và đùa hũa là mình phải làm thiệt là nhanh, thiệt là khéo nữa đó. Sau khi mà có được thì lập được phương trình MG, và cái điểm em cần là điểm M thì em chỉ cần lấy giao điểm của MG với lại mặt thẳng phi là được. Muốn tìm giao điểm của một đường thẳng với là một mặt thẳng á, em tha cái tọa độ x y z của cái đường thẳng á vô tha cái mặt thẳng đó nè, đó là chúng ta tìm được t và cuối cùng mình tính được ABC. Đó là mình A này, nó em có thể chụp màn hình ra. Chúng ta qua bài tiếp theo nè. Bài sáu bả dễ rồi, nãy sáu bả dễ rồi. Bài tóm. Cũng là một cái bài khá đáng đấu nhưng mà mức độ báu luôn này. Nhưng mà nếu mà lồn thì nó sẽ rất là nhanh. Đầu tiên chúng ta lồn bài chính trước để có đất lồn bài tóm này. Khi mà em cần tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng á, khoảng cách giữa hai mặt phẳng á thì em ngó cái phần đào của hai mặt phẳng này. Nếu mà nó giống nhau á thì em chỉ cần cái công thức, là khoảng cách sẽ bằng này, em lấy cái hai cái phần xa nó em trừ cho nhau, em lấy trừ 10 trừ cho trừ 3 rồi chia cho can của A bình cạnh B bình cạnh C bình, một bình cạnh hai bình cạnh hai bình như vậy đó thôi, đúng rồi, bả phần 3 đó đi nhá. Thì nếu mà phần đào nó giống nhau thì mới được lồn nha, còn nếu mà phần đào của nó không giống nhau á thì em phải nhân chia một cái nào đó cho nó giống cái kia là mới thể áp dụng được công thức này được. Nhá là hai phần xa trừ nhau mà phải chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình nữa thì nó sẽ được khoảng cách thì hay là phản này đó, phải là như phải song song rồi đó, đó là bài chính. Đáp án 9B này, chạy bộ mà muốn giò 9B đó. Rồi, bài tóm thì em sẽ dở ra cái phần xa vở em để em ghi cái này vô này. Cũng là một cái công thức khá là nhanh. Đó là khi mà em có được em có điểm A có cái tọa độ là A00. Điểm B có tọa độ là 0B0. Và điểm C có tọa độ là 00C. Thì mình có là tâm tâm cái mặt cào ngụy tiếp, tâm mặt cào ngụy tiếp OABC là điểm A có tọa độ là A trên 2, B trên 2, C trên 2. Bình thường nếu mà muốn muốn tìm tâm mặt cào ngụy tiếp một cái tứ diện có bóng đỉnh cho trước á, mình phải thực hiện dễ bóng phương trình bóng ẩn. Chứ nên mình sẽ gặp là sao? Nhưng mà đối với những cái điểm đặc biệt này, điểm A, điểm B, điểm C và điểm điểm O nữa, 000 nữa, thì cái việc đó nó chỉ cần nhớ công thức thôi, là A trên 2, B trên 2, C. Đây là công thức tổng quát thì và thật ma nó đúng với lại cái bài này luôn. Đó. Cho nên em sẽ có ngay này. Thế thì cái tâm A đó, em sẽ có tọa độ là A trên 2, B trên 2, C trên 2. Đó là cái em cần phải nhớ. Rồi. M điện cho này. Mà điện cho là A cạnh B cạnh C bằng 4 nữa. Thì lúc này mình sẽ làm một cái việc đó là mình chia hai cho hai vế của cái giả thiết này. Tức là A trên 2 cạnh B trên 2 cạnh C trên 2 nó sẽ bằng 2. Mình làm với DJ để chẳng có được cái điểm A nó hiện diện ở trang biểu thức này. Để cho này, A cạnh B cạnh C bằng 4. Em chỉ cần chia hai cho hai vế là ra cái này. Khi mở ra đây rồi á, em có thể viết thành đây này,
A thiên hà chính là XA, B thiên hà chính là AA, và C thiên hà chính là ZA trừ hà bằng không. À, gây ra đây chơi thì nhìn nè, cái tâm A á nó luôn luôn thuộc một mặt phẳng cố định, tức là cái tọa độ của tâm A XA AA ZA nó thỏa cái mặt phẳng đó. Mà khi mình đã gây được như thế này rồi nè, đa chắc chắn là phương trình mặt phẳng luôn. Đó, mà cái A nó thuộc cái mặt phẳng phi, cho nên suy ra cái phương trình mặt phẳng phi là x cạnh A cạnh giấy thì ha bằng không. Bình thường á là mình sẽ làm cái điều ngược lại, là từ cái điểm mình, từ cái phương trình mặt phẳng mình suy ra cái điểm. Nhưng mà đối với bài này á là mình từ cái điểm á mình suy ra cái dọn của phương trình mặt phẳng luôn. À, để thấm được cái điều này thì em phải đạt cái đề để cho kỹ cái đề nó nói gì. Nhưng mà nếu như chúng ta làm nhanh đó thì nó sẽ như vậy. Chúng ta xác định từ tựa điểm A này, từ cái sự biểu diễn đó, từ cái đề cho mình nó suy ra được A tiên hai, B tiên hai, C hai bằng hai. Và đây chính là XA, A với A. XA, AA với A nó ràng buộc với nhau bởi cái mối quan hệ này. Mà vừa hay là điểm A cũng là một cái điểm mà thuộc mặt phẳng phê cố định nữa. Cho nên là điểm A sẽ, mặt phẳng phê nó sẽ có phương trình như thế này. Và lúc này tìm khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phê là một cái điều không khó lắm đúng không? Khoảng cách từ M đến mặt phẳng phê, công thức là gì à? Công thức sẽ bằng trị tuyệt đối chia cho căn. Em đem điểm M đem thay vô này, thay x bằng 1 này, thay y bằng 1 này, thay z bằng trừ 1 này, trừ 2 này, chia cho căn của 1 bình cạnh 1 bình cạnh 1 bình. Thay điểm M vô thằng nào chia cho căn của A bình cạnh B bình, bình ra được đáp án là căn 3 trên 3. Đó, cái thay đấy, căn 3 trên 3. Căn 3 trên 3. Đáp án C. À, dù là cái bài này mất độ bóng nhưng mà nó rất là dễ, từ từ mình chỉ ăn thuộc công thức này thôi, mình nắm thêm cái quy tắc mà suy ngược nên mình sẽ suy ra được mặt phẳng phê cố định. Nhớ những cái bài mà không có cái chữ mặt phẳng phê cố định đây này, khi mà một cái gì đó thay đổi á thì em sẽ cố gắng tìm ra cái mối liên hệ giữa những cái tọa độ của điểm A này, thì từ đó em có thể suy ra được giống như bài quy tắc của số phức ra, nhớ bài quy tắc số phức mình học ra, cái mình tìm được AX cạnh BA cạnh C bằng 0 hay là đường thẳng AX x bình cạnh chi đó, x trừ A tất cả bình cạnh A trừ B tất cả bình bằng và bình hay là đường trầu, thì như thế này cũng vậy. Nó thậm chí có thể tìm được phương trình cạnh phi luôn. Em có thể chụp màn hình không đi lại này. Ok, tiếp tục đi, 6 giờ 18. Mấy con một. Tiếp theo, 30. À, hai mặt phẳng song song khi mà A trên A phải, tức là 1 trên 2 bằng B trên B phải là trừ 3 trên trừ 6 bằng C trên C phải là 2 trên M khớp D trên D phải là trừ 3 trên trừ M. Chỉ cần tìm M thôi cho nên chỉ cần lấy ra này 1 phần 2 bằng 2 phần M, thì 1 nhân M bằng 2 nhân 2 tức là M bằng 4. Đoạn B nếu em đã làm rồi thì chỉ cần kiểm tra đó rất là dễ. À, bài 11. À, có bao nhiêu điểm M trên trục OA thỏa mãn M cách đều hai mặt phẳng này? À, nhớ rằng là điểm M mà thuộc trục OA á thì điểm M sẽ có tọa độ là 0 B 0 đúng không em? Điểm M cách đều hai cái mặt phẳng phi quy á thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phi nó sẽ bằng khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng quy. Nhớ vậy, cách đều mà. Thì khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng phi là khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng quy là khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng phi là đem điểm M thay mặt phẳng phi á x cạnh a trừ z, tức
tức là 0, càng b trừ 0 càng 1, chia cho càng của ba. Càng ba là anh làm nhanh này, càng ba là càng của một bình, càng một bình càng với trừ một bình là càng ba. Bên này cũng đó, khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng quy á là x trừ a càng giấy, tức là 0 trừ b càng 0 đúng không, trừ nam. Đó, vẫn là chia cho càng ba. Vì can của một bình cạnh trừ một bình ngoại ngày qua. Thế là cho thế này bạn nha, tìm bao nhiêu b thôi là thật ra bao nhiêu m đấy. Ở trang thì mình sẽ được cái phương trình là b cạnh một. Bên này thì mình được cái phương trình là trừ b trừ nam. Đúng không? Trừ b trừ nam. Thì mình sẽ có hai cái sẽ rồi. Đó là b cạnh một bằng trừ b trừ nam, hoặc là b cạnh một và bằng b cạnh nam luôn. Thì tuyệt đối của a bằng tuyệt đối của b, thì a bằng b hoặc là a bằng trừ b. Từ đây chúng ta chỉ giải được một cái b thỏa mãn cái này vô nghiệm mình, mình giải được một b thỏa mãn cho nên có một điểm thỏa mãn đáp án b. Đó là bằng 11 hay ý tưởng nó đơn giản, nó thuộc OA thì sẽ có cái tọa độ là 0 b 0, và khi mà cách đều hai mặt phẳng thì khoảng cách tới mặt phẳng này bằng khoảng cách tới mặt phẳng kia, và em chỉ cần thuộc ra khoảng công thức khoảng cách thôi là dễ được. 11 này. 32. Phương trình mặt phẳng trung trực. Mặt phẳng trung trực thì nó sẽ có hai tính chất, đi qua trung điểm là một, và thứ hai là sẽ vuông góc với lại cái đường thẳng AB, vectơ AB. Cho nên mình sẽ có đi qua A, đi qua điểm A, trung điểm AB, lấy A cạnh B chia 2, lấy 3 cạnh trừ 1 chia 2 này. Và nó có vectơ chỉ phương, à pháp tuyến, phương trình mặt phẳng mà. Và nó có vectơ pháp tuyến, chính là vectơ AB. Đó, vectơ AB là bao nhiêu đó. Em nhớ là mặt phẳng trung trực thì đi qua cái điểm này và có vectơ pháp tuyến là với vuông góc với AB. Cho nên sẽ có vectơ pháp tuyến là AB, lúc này rất là dễ để tìm ra được phương trình mặt phẳng có đi điểm đi qua rồi với lại vectơ pháp tuyến rồi, tất nhiên tìm được phương trình mặt phẳng rồi. 33. Trong không gian với hệ trục tọa độ a giấy, cho mặt phẳng chứa trục OX và vuông góc với mặt phẳng quy. Thì khi mà cái đề vẫn cho hai cái dữ kiện này này thì tức là nó đang cho cạc vectơ chỉ phương của cái mặt phẳng đó. Nhớ nghe, một cái phương trình, một cái đề bài mặt phẳng mà cho hai dữ kiện tức là nó đang cho cạc vectơ chỉ phương. Cụ thể là cạc vectơ chỉ phương là gì, thì đầu tiên nó chứa trục OX cho nên nó sẽ nhận cái trục OX làm vectơ chỉ phương của hết. Chứa mà giống như một cái cây nó nằm ngõ trên mặt sòn đó, thì cái cây chính là vectơ chỉ phương đó. Thì chúng ta sẽ có vectơ chỉ phương thứ nhất là vectơ A của trục OX là 100, bởi vì nó vuông góc với mặt phẳng quy cho nên nó sẽ nhận vectơ chỉ phương thứ hai là vectơ pháp tuyến mặt phẳng quy. Nhớ là khi mà hai cái yếu tố nó vuông góc với nhau á thì chỉ phương của phi này là pháp tuyến của quy, lúc này pháp tuyến của quy là 1 1 1. Thông qua đó em sẽ đem có hướng hai cái này lại, em sẽ được cái pháp tuyến mặt phẳng phi. Đây, nhớ nè, nhớ công thức pháp tuyến mặt phẳng phi là bằng vectơ A nhân với lại vectơ mặt quy. Đó, nhân có hướng hai này lại chúng ta sẽ được cái vectơ đó là 0 trừ 1 1. Và bởi vì nó chứa trục OX cho nên nó chứa cái điểm O luôn. Khi mà chứa điểm O có tọa độ 0 0 0 mà nó có vectơ pháp tuyến là đi á, em có thể viết được cái phương trình là nó đi bên đó này. Thế thì lần sau mình gặp lại những cái bề như đây á thì mình có phải lồn dông về như đây không? Không, nhớ này, gặp những bề mà khi vẫn có cái dữ kiện quen thuộc, một là chứa này, hai là nó vuông góc này, em đem hai cái nó em có hướng lại với nhau thì em sẽ được cái em mong muốn, dù là bất kỳ bài toán nào đi nữa. À, ví dụ xuống đây mình kiếm bài này. À, đây em thấy không,
B28 này. Phương trình mặt phẳng alpha có phương trình này và hệ điểm AB. Mặt phẳng chứa AB và vuông giác với alpha thì có phương trình là bao nhiêu? Lúc này để tìm được cái phương trình mặt phẳng này á thì mình phải có phát tuyến mặt phẳng đúng không? Khi mà mình đọc cái đề thì mình thấy nó quá quen thuộc. Cái phát tuyến của mặt phẳng mình á, tuyến mặt phẳng của mình này thì sẽ bằng tích có hướng của vectơ AB mà nhân với n của alpha. Nó chứa alpha này, với lại nó vuông góc với lại chứa AB vuông góc với alpha này thì phát tuyến của mình đó, nó sẽ là tích có hướng của AB nhân với lại n alpha là được phát tuyến. Sau khi được phát tuyến rồi thì bởi vì nó chứa AB cho nên chứa điểm O nữa. Có thêm cái điểm nè, có vectơ phát tuyến có thêm cái điểm thì tất nhiên tìm được cái phương trình của mặt phẳng rồi đúng không? Đó, bạn chỉ cần nhận dọn nó dọn thôi là được rồi. Đây này chứa trục OX và đi qua điểm M này. Đối với bài 32 này á thì nó sẽ phải vẽ hình ra để hình dung được. Em hình dung đơn giản hơn nữa đây. Đó, trang cái mặt phẳng phi của mình này. Đây là trục OX thì. Đây là điểm M thì. Phẳng phi này chứa hai yếu tố. Một là trục OX, hai là điểm M. Bởi vì nó chứa trục OX á cho nên sẽ có cái vectơ chỉ phương là vectơ chỉ phương của trục OX là vectơ A. Nó sẽ có vectơ chỉ phương thứ nhất là vectơ A. Và muốn tìm được vectơ chỉ phương thứ hai rất là dễ, vectơ OM chứ đó. Đúng không? Có hai vectơ chỉ phương. Khi mà có hai vectơ chỉ phương rồi thì chúng ta có thể dễ dàng lập được cái vectơ phát tuyến của hắn. Phát tuyến của hắn lúc này sẽ bằng là vectơ A mà đem nhân có hướng với vectơ OM. À, biết không? À, những cái bài mà có hai kế cho đây thì em nhớ là mình luôn luôn lờ cái việc một là mình hình dung ra, hay là mình có rồi thẳng mình đang có hướng lại luôn lẫn ra luôn. Em phải biết phân biệt với bài này nè em này, bài 30 này. Mặt phẳng alpha có phương trình này, điểm này, mặt phẳng đi qua m và song song với alpha là bao nhiêu? Thì lúc này nó không có cái dự kiện chứa, cũng nó không 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 có cái dự kiện vuông góc, mà nó là dự kiện song song. Em chỉ cần nhớ là ở đây chỉ có một một kế thôi đúng không em, một cái o này. Thì mình có là hai mặt phẳng nó song song đúng không, mặt phẳng của mình đây này nó song song với mặt phẳng alpha thì lúc này cái phát tuyến của mặt phẳng mình đó, thì phát tuyến mặt phẳng mình cần tìm đây này, nó sẽ bằng luôn phát tuyến của alpha luôn bởi vì nó song song mà. Nhớ là khi mà hai yếu tố song song á thì phát tuyến cái này và phát tuyến cái kia luôn và sẽ bằng là một này không hai anh ha, một x này không y này hai giấy đúng không? Đó rồi chúng ta không cần phải có hướng gì cả, mát ra luôn, có phát tuyến rồi và đi qua điểm M nữa thì chắc chắn lập được rồi đúng không? À, phân biệt được khi nào có hướng khi nào không, chẳng hạn như là một bề dưới đây nữa đi. Đây này, à, viết phương trình đường thẳng đi qua M vuông góc với D và song song với phi. À, lúc này có tới hai mối quan hệ luôn là vuông góc với song song. Lúc này chúng ta cũng chẳng cần suy nghĩ gì cả, chúng ta chỉ cần lên có hướng hai cái dự kiện đó thôi là ra cái mình mong muốn rồi đúng không? Vuông góc với D thì mình mới lấy cái chỉ phương của D ra. Đó. D ra. Sang sang với phi thì mình mới lấy cái phát tuyến của phi ra. Cái xong là mình cua thì mình cần lập cái chi? Mình lập cái phương trình đường thẳng delta đúng không? Cái phương trình đường thẳng thì cần gì? Cần chỉ phương, chắc chắn là chỉ phương delta là chỗ này rồi. Đó, tất nhiên em sẽ làm thế này em có hướng lẹ có thể được cái chỉ phương vẫn đi qua cái điểm M nữa, tất nhiên em lập cái phương trình rồi đó. Cái bài như vậy thì mình không cần suy nghĩ, mình chỉ cần đem có hướng hai cái dữ kiện của đề bài lại thôi là được đó. Chẳng hạn rất là nhiều nữa anh em à, không chứa đi và song song với đường thẳng đi đúng không? Chứa đi và song song với đường thẳng đi thì em đây em lấy cái UD đây này, em lấy cái UD màu gọi là U màu, cho là em có hướng với UD ha gọi là U ha, nó sẽ ra cái n của mặt phẳng mình thôi. Đó, nhớ này bây giờ vẫn có cái nó thì mình làm như vậy, có hai cái dữ kiện, một là chứa song song
vuông góc song song hay gì đó, thì mình đều, nếu mình cho hai kế thì mình có hướng lẻ. Đó, và tất nhiên là chứa D cho nên mình sẽ tìm được cái điểm chứa D màu, cho nên mình sẽ lái ra một điểm của D màu. Thì nếu mà cái điểm nằm bên D màu thì cũng nằm trong phi luôn. Ví dụ điểm nằm bên D màu là he xá trừ he này, thì mình sẽ có được cái điểm, tức là có cái tam phát tuyến rồi thì mình sẽ tìm được này. Rồi giờ mình quay về với lại cái tay đi đi hay xoay rồi. Rồi điểm là đối xứng với m của mặt phẳng OY, mình nhớ một điều là OY á, thì mình giữ nguyên y với z là, còn nếu mà đây là đối xứng này thì ba đây mình sẽ chuyển thành trừ ba, đáp án của mình sẽ là trừ ba trừ một ha. Nhớ vậy, đối xứng của cái gì á thì giữ nguyên cái nấy lại, và hai cái còn lại thì mình biến thành dấu trừ thì bóng xe. 15. Phương trình mặt phẳng quy là đi qua các điểm là hình chiếu của điểm A lên các trục tọa độ. À, em nhớ là hình chiếu của điểm A lên các trục tọa độ là trục OX, OY, OZ á, thì mình sẽ có này. Ví dụ lên chiếu lên trục OX á, thì mình giữ X lại cho hai lấy bằng 0. Đó, chiếu lên trục OY thì mình có là 0 trừ 1 0. Và chiếu lên trục OZ thì là 0 0 2. Khi đó mình bắt buộc mình phải viết một cái phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm này. Lần này đã viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm này, phương trình mới gọi là phương trình đoạn trắng. Tức là nó sẽ đi qua ba điểm này. À, ba điểm đặc biệt này thì chỉ cần lái này. X chia 1 cạnh với A chia trừ 1 cạnh với giấy chia 2 bằng 1. Này, x chia 1 này, y chia trừ 1, giấy chia 2 bằng 1. Sau đó em nhìn cái này thì nó không giống đâu nghe, cô Trần bị họ bãi đó nghe, không giống nè. Quy đồng đây này, quy đồng đây. Nếu quy đồng thì mình sẽ thấy cái mẫu chung là mẫu chung số 2 này. Mình sẽ nhân 2 cho 2 vế thì mình sẽ có ngay là 2x trừ 2y cạnh giấy bằng 2. Thì hay là đáp án B. Đúng không? Đi thấy trời. Nhớ này, nhớ là đi qua ba điểm này thì mình sẽ có là x trên 1, y trên trừ 1, z trên 2. Nhớ là bằng 1 nó chứ không phải bằng 0 đâu nghe. Xong là cái quy đồng bằng cách là mình nhân 2 cho 2 vế. X nhân 2 là thấy. B. Bài 16. Mặt cào ấy và mặt phẳng phi có bao nhiêu giá trị nguyên để phi tiếp xúc với ấy? Rồi. Tiếp xúc với ấy. Đầu tiên chúng ta làm bài 17, 18, 19 ở đây. 17, 18, 19 ở đây. 17 là độ về vectơ A cạnh B, mình đi dễ quá thôi bỏ qua này. A cạnh B là 1, 2, 2 đúng không? A cạnh B là vectơ 1, 2, 2 này. 1 2 2 thì độ dài của 1 2 2 là căn của 1 bình căn 2 bình 2 bình 17C. Diện tích tam giác ABC thì cũng cần phải nhớ này. Diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 độ dài tích có hướng của AB với AC. Nhớ công thức nha. 1 phần 2 độ dài tích có hướng AB AC. Và câu 19. Phương trình là phương trình mặt phẳng OX giấy. Phương trình mặt phẳng OX giấy là phương trình y bằng 0 này. 19 oi. Phương trình OX giấy là y bằng 0, 19 oi. Cho nên mình sẽ có là 13C này. 18 là bằng mấy không biết. Đó là 19 oi. 18 thì tính theo công thức thì thôi vậy. Rồi, mình vẽ ra cái để mình lồn cái bề 16 này. Đầu tiên em ghi cái này lại nè, em lại lật ở trong sao vở em ghi nó vô này. Đó là khi cái mặt phẳng phi nó tiếp xúc với mặt cào ấy, khi và chỉ khi là khoảng cách
từ cái tâm y tới mặt thẳng phi, bàn luôn bán kính luôn, nó tiếp xúc đi. Tương tự thì nó có cái vụ lúc hai nè, nó cát sẵn ghi rồi ghi luôn đó, mặt phẳng phê cát mặt cào ấy khi khoảng cách từ tâm y của mặt phẳng phi thì nhỏ hơn bán kính, nó sẽ cát phẳng phê cát. Và khi mà mặt phẳng mà nó cát một cái mặt cào á thì nó sẽ cát thêm một vô tuyến là một đường tròn. Thế nữa mình sẽ thả cái cát như sau. Bây giờ mình tập trung vào vấn đề tiếp xúc này. Đó thì mình có tiếp xúc thì khoảng cách từ tâm y của mặt cào ấy tới mặt phẳng phê là bằng r đó, cho nên đầu tiên mình tìm tâm y với r đó đã. Thì cái mặt cào nó cho dưới dọn như đây này, thì chúng ta tìm được tâm y. Tâm y là mặt cào ấy đó, sẽ có tâm y là chúng ta lấy từng hệ số đi hãy chia cho trừ 2 thì chúng ta có tâm trừ 2 chia trừ 2 là bằng 1, 2 chia trừ 2 là trừ 1, trừ 2 chia trừ 2 là bằng 1. Khi mà có tâm thì tính được bán kính luôn, bán kính là can của một bình này cạnh với lại một bình này cạnh với lại một bình này trừ cho hệ số tự do này. Hệ số tự do bằng trừ xá này, mình sẽ trừ cho trừ xá, lúc này mình sẽ được số 3. À, bởi vì hai cái yếu tố nó tiếp xúc với nhau á, cho nên là khoảng cách từ tâm y mà thẳng phê này, thẳng phê đây nghe, thẳng phê là bằng bán kính bằng 3, thì khoảng cách từ tâm y tới mặt thẳng phê thì là bằng tính công thức này, trị tuyệt đối tha cái tâm y đi vô trang mặt phẳng phi đó, 2 nhân x là 2 nhân 1, 2 nhân y là 2 nhân trừ 1, cạn giấy là cạn với 1, cạn hai m để yên, chia cho can của hai bình, cạn hai bình cạn với 1 bình, nó bằng bán kính đó, là bằng cái số 3 cho nên này. À, thì em sẽ rút gọn lại, em còn là 1 cạnh he m là bằng 9. Em sẽ dễ được hai cái là 1 cạnh he m bằng 9 hoặc là 1 cạnh he m bằng trừ 9. Và tất nhiên em dễ được hai giá trị m là có bao nhiêu giá trị nguyên của m, thì em có hai giá trị nguyên của m, đáp án B. Đấy, nhìn lại cái bề giúp này. Để một cái mặt phẳng nó tiếp xúc với một cái mặt cào á thì khoảng cách từ tâm y của cái mặt phẳng của mặt cào tới mặt phẳng đó bằng bán kính, từ cái mặt cào chúng ta suy được tâm y bằng cách là lấy hệ số x y giấy chia trừ 2 này, thì ra bán kính thì khoảng cách đó nó sẽ bằng là trị tuyệt đối, tha cái điểm nó vô trang cái mặt phẳng đó chia cho can của A bình và B bình C bình bằng 3 thì bán kính. Thì đó có hai giá trị mà không ạ. Đó là cách làm bài 16 ấy. Em cua thì có bao nhiêu bọn đang hạt không? Đây mấy bọn mình nghĩ mà không cánh lúa tiếng mua cái đó, đó là bài 16 ấy.
nhớ công thức tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng này, công thức tính bán kính này trừ cho hệ số tự do là 20, tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng theo bài giống bài tay rồi đó, tha không lồng bài 20 nữa, bài 21 cho mặt phẳng tọa độ, ôi bài này thao từ từ, bài này để lại đó, bài 21 để lại đó. Bài này mình cần phải hạt cái chuyên đề cực kỳ mình mới làm được bài này. Bài này mình làm cực kỳ à, nhưng mà anh sẽ nuốt cái ý tưởng sai của bài này trước à, nếu mà em gạt đúng cái dọn đây này, tất nhiên nó rất là nhiều dọn, em phải hạ tất cả các dọn em mới biết nhận dọn, dọn được dọn mô, dọn mô. Thì nếu mà điểm M thay đổi thuộc mặt phẳng phi thì đây là dọn cực kỳ mà có cái điểm M thuộc một cái mặt phẳng à, thì người ta cho mình, người ta biểu tìm giá trị nhất của cái này. Thì khi mà mình gạt cái bề kiểu như đây giống y cái form như đây thì mình bắt đầu mình sẽ tìm một cái điểm y trước, thì nó gây cái công thức này, cái công thức tổng quát này R là bề bề 22 này, ta không do điểm nào không thuộc mặt phẳng thì thay thôi, điểm 22D này được chưa, tọa độ vectơ A là lấy là trừ 1, 2, trừ 3 này, 23D này, trạng tâm của tam giác ABC thì lấy 3 này, trạng lẻ chia 3 thì 23, 24, 22, 23, 24 dễ như vậy, không cần lo. Thì 21 này, à, mình ghi luôn cái công thức tổng quát của cái dọn cực trị này luôn. Cụ thể là chúng ta sẽ có cái dọn này là cho cái điểm M thuộc cái mặt phẳng phi, tìm min hoặc là max của A mà A bình cạnh B mà B bình cạnh C mà C bình, hoặc là A lần mà A cạnh B lần mà B cạnh C lần mà C đều giống nhau quý vị. Nói chung là đây tất cả nên vô một dọn, nó đáng không có dọn đi lệ, nếu mà em muốn cụ thể nó không dọn lệ. Thì chúng ta sẽ làm các bước sau đây. Bước 1 á, mình tìm cái điểm A. Điểm A này cũng có cái tên của hán luôn rất là hay, đó là tâm tỷ cự. Nhớ này. Nhưng mà thiệt ra em không cần nhớ tên đâu, tâm tỷ cự. Thì cách tìm điểm A này, đó là em lấy A nhân A cạnh B nhân B cạnh C nhân C chia cho A cạnh B cạnh C. Em chỉ cần nhớ cái cách tìm điểm A thôi là được. Và bước 2 em tìm điểm M, vì vì tất nhiên là điểm M là điểm kết quả của mình đâu mà, thì điểm M nó sẽ có tọa độ là, điểm M nó là hình chiếu của A lay cái mặt phẳng phi đó à, em nhớ hai bước để làm bài toán như vậy. Đầu tiên là cái điểm A của mình nó gặp khung như vậy rồi, A nhân A lớn B nhân B lớn cạnh C nhân C lớn chia cho A cạnh B cạnh C. Và bước 2 là tìm ở điểm M, cái điểm M là hình chiếu của điểm A lay mặt phẳng phi, điểm M là hình chiếu của điểm A mặt phẳng phi. Rồi bây giờ cụ thể này, đối với bài này này thì A bằng mấy, A bằng 1, B bằng mấy, B bằng 1, cho nên là điểm A có tọa độ bao nhiêu. Mình vẽ cái bài áp dụng cho bài 21 này, dùng cho bài 21 thì điểm A nên sẽ lấy là 1 lần A này em cạnh với 1 lần B này em chia cho A cạnh B là bằng 2 đúng không, A bằng 1, B bằng 1, thì 1 lần A cạnh 1 lần B là lấy 1 cạnh nam chia cho 2 là bằng 3. Đây này, 1 cạnh nam chia 2, tiếp tục thì A cạnh B 2 cạnh 4 chia cho 1 cạnh 1 là 2, 4 chia 2 là 3 tiếp. Cuối cùng là 2 cạnh 4 tiếp. Chia 2. Đó, thấy công thức thì
A nhân A lớn cạnh B nhân B lớn chia cho A cạnh B. Ở đây không có điểm C thì mình không có cái C. Ở đây tính được A bằng 1, B bằng 1 này thấy không? Đấy. A mà A bình, còn B mà B bình, A bằng 1, B bằng 1. Đó, thì mình có điểm Y có tọa độ là B, B. Đó, không có lao lắm đâu. Chẳng qua nó chỉ là cái việc mà nhớ công thức thôi. Tiếp theo là tiếp tục tìm điểm M này. Điểm M là hình chiếu của điểm A lên mặt phẳng phi. Tìm điểm M. Thì chúng ta nhớ là cái thuật toán để có thể tìm được hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng. Nhớ nha. Khi mà em có một cái điểm như thế này. Khi mà em có một cái điểm mà điểm điểm A ở đây này. Và là một cái mặt phẳng như đây. Thì làm thế nào để có thể tìm được hình chiếu của A lên cái mặt phẳng phi ở đây? Lúc này chúng ta sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất á, là viết cái phương trình đường thẳng D đi qua A và vuông gác cái mặt phẳng phi. Và cái việc tiếp theo á, là tìm giao điểm của đường thẳng D với lại mặt phẳng phi thì nó sẽ ra được cái hình chiếu là điểm M. Được chưa? Làm hai việc này. Việc thứ nhất, viết phương trình đường thẳng D đi qua A mà vuông gác mặt phẳng phi. Thì bởi vì nó vuông gác, bây giờ viết phương trình đường thẳng D trước thì đường thẳng D nó sẽ có phương trình thì đấy. Bởi vì nó đi qua A cho nên sẽ có tọa độ là ba ba ba. Bởi vì cái đường thẳng D đó nó vuông gác với mặt phẳng phi nên nó sẽ nhận cái vectơ phát tuyến của mặt phẳng phi làm vectơ chỉ phương của mình, cho nên sẽ có phương trình là phát tuyến là chỉ phương là he một trừ một. Mình cốt qua đây cạnh he t này, cạnh t này trừ t. Đó. Lúc đó em có đường thẳng D rồi, em chỉ cần tìm thêm cái giao điểm của đường thẳng D với lại mặt phẳng phi nữa thôi. Đó, thì bây giờ vấn đề trở lại đi, giao điểm của đường thẳng mặt phẳng đã em tìm ra này. Đem cái đường thẳng này tha vô ra cái mặt phẳng này, cụ thể chúng ta có he x, he x thì tha bằng he nhân cho 3 cạnh he t, cạnh a thì tha bằng 3 cạnh t, trừ z thì tha bằng trừ 3 trừ t, cạnh sáu bằng không. Đó, thông qua đây mình tính được t. Ở đây mình có khoảng sáu t với lại 12. T tính tính được t bằng trừ 2. Đó, tính được t bằng trừ 2. Thì tha ngược lại cái phương trình đường thẳng này thì mình có được tọa độ điểm M trừ 1 1 với Nam. Em có tọa độ điểm M. Em có tọa độ điểm M thì tất nhiên em sẽ tính được cái giá trị của MA bình và MB bình rồi. Trong đó A đây, B đây, M đây. Được chưa? Đó là quy trình làm về toán như thế này. Em sẽ gặp rất là nhiều. Đó, em nhớ là cái dọn của toán hay như thế này. Em nhắc lại này. Là cái điểm M đầu tiên nó sẽ thuộc một mặt phẳng. Đấy, ý tưởng đầu tiên là M thuộc mặt phẳng thế này. Thứ hai là người ta sẽ biểu tìm min hoặc là tìm max của một cái biểu thức như thế này. Một là cái này vậy, dàn trên này, và cái đây này. Hai là dàn ở dưới này. Hai cái đều lồn cái có bước như nhau vậy. Bước 1 tìm cái điểm A tính theo công thức này. Đó là A nhân cho A lớn cạnh B nhân B lớn cạnh C nhân C lớn chia cho A bằng C. Trong trường hợp của mình đó là A bằng 1, B bằng 1 cho nên tìm điểm A như thế này. A nhân 1 cạnh B à, 1 nhân 1 cạnh 1 nhân Nam này chia cho he đó. Hay là một cạnh một đó. Sau khi tìm được điểm A rồi á thì em biết là điểm M sẽ là hình chiếu của điểm A lên cái mặt phẳng phi. Và em nhớ là hình chiếu của một cái điểm lên một cái mặt phẳng á thì được tính bằng công thức là em sẽ viết cái phương trình đường thẳng đi qua điểm đó và vuông gác cái mặt phẳng. Đi qua điểm 3 3 3 vuông gác cái mặt phẳng tức là nó sẽ nhận một vectơ phát tuyến he một trừ một làm vectơ chỉ phương. Và em khi mà viết phương trình đường thẳng là chỉ cần tha cái đường thẳng đó, tìm cái giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng là điểm M, cách tha cái đường thẳng nó vô trang cái mặt phẳng tìm được t và tha điểm M lại. Lúc này
Em có điểm M rồi, chắc chắn em tính được MA bình và MB bình bao nhiêu. Độ dày của MA với MB bình phương đó. Đây, nó bằng 50 hay 60 gì đó. Giá này nhá, những cái dọn như này. Xíu nữa mình xuống dưới mình sẽ gặp một cái lụa nữa, đó là cực kỳ mà nó liên quan tới đường thẳng. Thì cách làm nó sẽ dễ hơn. 21 này em có thể chụp màn hình về 21 này đi. Bệ 25 mặt phẳng ABC có phương trình, bệ này không cần vẽ thì phát tuyến của ABC sẽ là có hướng AB nhân AC và trọng đệ một trong ba điểm ABC làm điểm là được. Tích vô hướng cũng không cần vẽ này. Tích là phát tuyến là bạn chi màu he không này, cái bóng C này. Bệ 28 đúa rầu này, bệ 29 bán kính mặt cào nãy mình cũng tính rồi đúng không? Để tính bán kính thì tốt nhất nên tính tâm trước. Tâm nó là trừ xá chia trừ he bằng 3 này. He chia trừ he là bằng trừ 1 này. Trừ he chia trừ he là bằng 1. Thì bán kính sẽ bằng căn của cái tâm với bình phương này. 9 căn 1 căn 1. Sang vào trừ cho cái hệ số tự do ở đây. Trừ cho trừ ra sẽ là cái số rất đẹp và số báu rồi 30 nó vào luôn. Bề này khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OXA nha. Em nhớ rằng là khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng tất nhiên mình có công thức rồi, nhưng mà nếu mình nối tới mặt phẳng OXA á, thì công thức nó sẽ ngắn hơn xíu nữa, đó là chỉ cần lấy trực đấu của giác thôi nhớ nghe. Thì chúng ta sẽ có công thức là trị tuyệt đối của giác là bằng trị tuyệt đối của giác M là trị đối của he là trị đối trừ he. Hôm qua đây mình cũng có một số công thức liên quan tới khoảng cách từ điểm M tới một cái mặt phẳng, tới cái trục tọa độ nữa. Thì nhớ công thức nha, em có thể lật ra trong xa và em tiếp tục ghi một công thức nữa này. Một bữa mình thu luyện một vài công thức để mình nhớ dần dần. Khoảng cách từ điểm M tới tới trục OA chẳng hạn thì sẽ bằng căn của XM bình cạnh ZM bình, nó ghi kế thôi. Em sẽ tự suy ra là khoảng cách từ điểm M tới trục OZ là gì đúng không? À, và cái này thì khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OA thì sẽ bằng trị tuyệt đối của ZM. Đó, tương tự em biết là khoảng cách từ điểm M tới mặt phẳng OIZ là gì, mình cũng biết luôn, chắc phải đi rồi. Là bề 32 nãy lần rồi chứa trục OX và đi qua điểm M thì giống như là ví dụ chứa một đường thẳng và đi qua điểm M thì cũng lần nữa này thì cũng vẽ cái hình ra chỉ phương của đường thẳng là chỉ phương thứ nhất, lái một điểm thuộc đường thẳng với điểm M thì là chỉ phương thứ hai, có hai chỉ phương thì nhân có hướng lại thì nó sẽ có tuyến. Bye bye. À thì một lần nữa mình mở ra xa, mình mở ra vẽ xa mình lại ghi công thức tiếp này. Khi mà hai mặt phẳng nó vuông góc á, mặt phẳng alpha nó vuông góc với mặt phẳng beta á, thì chúng ta công thức là O nhân O phải cạnh B nhân B phải cạnh C nhân C phải nó sẽ bằng không. Khi mà hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì O nhân O phải B phải C bằng không. Cụ thể chúng ta có O nhân O phải là M bình,
C nhân C phải là D nhân B trừ 1. Trừ 3 nhân 1 nữa là trừ 3. Ở từ đó mình tính được M là bằng cạn trừ 2. Đáp án A. Ok. Gây công thức tới một hồi mình không sẽ không cần phải gây nữa vì nó là công thức lệ. Ví dụ bài 34 này. Cho không gian cho mặt cào này. Mặt đề nào dưới đây là xe. Mặt phẳng là cát mặt cào. Mặt phẳng là cát mặt cào. Thì ở trên mình có ghi một cái công thức liên quan đến sự cát đúng không? Đây. Mặt phẳng phi nó cát mặt cào ấy. Khi khoảng cách từ tâm A tới mặt phẳng phi nó nhỏ hơn hay là nó cát. Và chúng ta cùng hạt đuổi cách để tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng như này. Đó, hai công thức ở trên thì nó có cái đuổi cách đồn của bài này. Bài 34 này. Đầu tiên cái tâm của mặt cào là tâm Y. Lúc này sẽ tâm Y có tọa độ là 0, 2 với trừ 3. Đúng không em? 0, 2, trừ 3. 0, 2, trừ 3. Và cái bán kính đó, thì sẽ đèn quan sát. Giờ chúng ta thử tính khoảng cách từ tâm Y này của mặt cào X này tới mặt phẳng OX giấy thì bằng bao nhiêu vậy? Để tính tới mặt phẳng OX giấy á, thì chúng ta bằng trị tuyệt đối của ha, đúng không? Trị tuyệt đối của A này, OX giấy là tuyệt đối ha. Thì ha đây này, nó nhỏ hơn can xá, đó là điều chính xác. Cho nên can đi đúng. Đó, bó. Khoảng cách từ tâm tới mặt phẳng là bằng ha này, OX giấy thì lấy tuyệt đối của A rồi. Nhỏ hơn can xá thì nó cát đúng rồi này, cho nên không chọn, mình chọn cái xe mà. Khoảng cách từ OXA, khoảng cách từ này tới A, OXA là bao nhiêu? Thì mình sẽ có trị tuyệt đối của trừ 3. Đúng không? Khoảng cách tới OXA thì mình lấy trị tuyệt đối của giấy là trừ 3. Trị tuyệt đối của trừ 3 là bằng 3. Đó. 3 thì ra, 3 thì lớn hơn xá rồi. 3 lớn hơn can xá rồi. Một khi nó lớn hơn can xá thì nó sẽ không cát nữa. Nên xe rồi. Nhớ vậy, khoảng cách từ tâm tới cái mặt phẳng đó mạng lớn hơn cái bán kính đó, thì nó có hai cái nó không có cát nhau đó, nó nhỏ hơn thì nó cát bán xi ơi. Rồi bao lam à, đây cũng là một dạng cực trị, nhưng mà cái dạng cực trị này nó dễ hơn dạng cực trị ở đây. Thì dạng cực trị này chúng ta chỉ cần ghi, em lại tất tiếp tục lật ra vở xa đi, em sẽ ghi dạng cực trị thứ hai này. Dạng cực trị thứ hai là điểm điểm thuộc đường thẳng. À, đường thẳng với viên anh gọi là đường thẳng, bởi vì điểm M thuộc trục ô giấy. Bản thân của trục ô giấy á, là một đường thẳng. Mà khi mà gặp điểm thuộc đường thẳng này thì cái điểm nó có thể gọi được cái tọa độ điểm đó luôn. Cụ thể là chúng ta sẽ phương pháp lồn cái dạng này á. Chúng ta sẽ lấy tọa độ điểm ra luôn. Lấy được tọa độ điểm theo T và khảo sát cái khảo sát này hắn có thể dựa vào table như hạt kỳ một mình làm đấy. Cụ thể thì anh sẽ làm cái bài này ra rồi mình làm. Bởi vì điểm M thuộc trục ô giấy này, vậy điểm M thuộc trục ô giấy nên suy ra điểm M sẽ có tọa độ là 0, 0, C. Ví dụ như điểm M thuộc một đường thẳng rồi đấy, cũng thuộc cái dạng cực trị hai này,
thì điểm M sẽ có tọa độ là gì? Thì nhớ là thuộc đường thẳng á, thì nó sẽ có cái tọa độ là phương trình thông số của đường thẳng x bằng hai cạnh t, thì sẽ có x bằng hai cạnh t, y bằng ba cạnh t, thì y bằng ba cạnh t. Trong lẫn theo t, nói chung lẫn theo t, thì đây là theo c thì cũng như theo t thôi đúng không? Rồi bây giờ người ta biểu mình tìm cái giá trị lớn nhất của MA cạnh MB, bắt đầu đánh tính này. MA là bằng chi? MB là bằng chi? Rất là dễ. MA lấy A trừ M thì 1 1 3 trừ C. MB thì lấy B trừ M, 3 trừ 0 trừ 1 trừ C. Lúc này chúng ta có luôn là MA cạnh MB thì bằng bao nhiêu luôn đúng không? MA cạnh MB là 4. 4 2 trừ 2 C. Và lúc này thậm chí chúng ta có luôn cái trị tuyệt đối, tức là cái độ dài của MA cạnh MB. Đó, ở chó thì mình lộn nát. Đấy. Độ dài sẽ bằng 4 bình cạnh với 4 bình cạnh với 2 trừ 2C. Ta coi bình. Đó là trang bề ba lam, chúng ta cần tìm cái giá trị nhỏ nhất của một cái hàm số như thế nào. Table nó sẽ giải quyết đúng không? Mất tóm nó sẽ giải quyết. Nhập cái hàm số này vô máy tính và cho nó chạy từ trừ nam đến nam. Như hạt tỉ mọc mình vẫn lột. Nhưng mà mình còn có một cái cách nó nhanh hơn cái cách này, cách bấm máy tính nữa luôn. Đó là mình phá ra. Phá ra này. Đây mình có 32 cạnh với 4 trừ cho tóm C cạnh với C bình. Tức là căn của C bình với 4 C bình. 4 C bình trừ tóm C cạnh 36. Em nhớ này. Đây là một cái tôm thất bậc hai nghe em. Thì một cái tôm thất bậc hai nó sẽ đọc giá trị nhỏ nhất tệ trừ b phần 2a. Đó là một cái kiến thức mình học vào lớp 10. À, lúc này mình có thể thấy có vẻ nó rắc rối hơn là cái việc bấm máy tính. Nhưng mà nếu em bấm máy tính thì nó sẽ không chính xác. Máy tính nó cho em một cái khoảng vô định, em nhập cái khoảng nó vô nó sẽ không chính xác bằng cái việc em tính chính xác ra luôn. Thì em nhớ này, một tôm thất bậc hai nó đọc cái giá trị nhỏ nhất là C bàn trừ B phần 2A. Đó là trừ của trừ tóm phần 2 nhân 4 là bằng 1. Em đem C bằng 1 cái này, em thay cho đoán đi, thì em sẽ được 4 căn 2. Đây là lớp số luôn này. Rồi, em tính được cái giá trị C lồn cho hắn hắn bằng 1, hắn đợi cái gì nhất. Em số 1 ta 4 nhân 1 bình trừ tóm nhân 1 cộng 3 4 4 2 đúng không? C. Đó. Thì khi mà mình áp dụng nhiều lần á thì mình thành thạo rồi, thì nó sẽ nhanh hơn cái việc bấm máy tính rất là nhiều, chính xác hơn nữa. Thông qua đây mình học được cái gì? Là mình học được những cái bài toán cực trị, là những bài mà tìm giá trị lớn nhất của một cái hình ảnh rồi đó. Mà bài toán cực trị đó, nó tìm bởi một cái điểm nó thuộc một cái đường thẳng, thì chúng ta luôn luôn làm cái việc đầu tiên là phải lái ra được cái điểm đó. Lái tọa độ cái điểm đó theo t hoặc là theo c gì đó tùy em. Sau đó người ta cho cái t thì cố gắng biểu diễn theo người ta. Người ta cho MA cộng MB độ dài thì mình viết ra và thu gọn là hiển được một cái hàm số, có thể là hàm số đẹp hoặc là hàm số xấu. Nếu mà hàm số xấu thì em bỏ vô trang máy tính để cho nó khổ sót, nó tìm min max. Còn nếu mà hàm số đẹp như đây thì mình lại có một cái lưu ý nữa ở đây. À, ghi được bao nhiêu thì ghi vậy. Nó sẽ đọc giá trị nhỏ nhất, mà đôi khi là giá trị lớn nhất cũng có nữa hả? Tệ trừ b phần 2a tính được bằng 1. Thay vô thì mình được cái đáp số. Ok, 35 đi. Đó là cái nội dung của bài 35. À, lại em gặp sau này mà điểm M thuộc cái đường thẳng rồi đó, thì điểm M nó sẽ có tọa độ thông số theo đường thẳng, tất nhiên là theo t rồi. À, nãy giờ mình học được hai dạng cực trị vậy đó, một là điểm thuộc mặt phẳng này, có dạng như đây, và hai là điểm thuộc đường thẳng.
Chép đi, cái anh chụp đi, cái anh qua bệ khó đi. Bệ bó sát, viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cào tại điểm M. Bên đây chỉ cần hình vuông tóc nên mình sẽ làm được. Đó là cái hình ảnh như đây, nếu mình có một cái trái banh như đây thì cái banh này làm ở trang cái mặt tròn như đây. Đó, thì đây là cái tâm này. Ở đây là điểm tiếp xúc này. Điểm M, điểm tiếp xúc này. Đó, đây là mặt cào tiếp xúc với mặt phẳng hình ảnh như thế. Rõ ràng thì cái mặt mặt cào này sẽ có tâm và tâm A. Tọa độ tâm A là ba một không, đúng không em? Tọa độ tâm A là ba một không, trừ xá chia trừ hai là ba này, trừ hai chia trừ hai là một, không giấy không. Và có một cái đặc điểm rằng là bởi vì nó tiếp xúc á, cho nên mà A này sẽ vuông gác với lại cái mặt phẳng. Mặt phẳng alpha. Đây, khi mà nó tiếp xúc thì mà y sẽ vuông gác mặt phẳng alpha. Cho nên mặt phẳng alpha đó nó sẽ đi qua điểm M, và điều tất nhiên là bởi vì đi tiếp xúc tại M mà. Mặt phẳng alpha có hai tính chất thì alpha nó đi qua M. Và nó có pháp tuyến là IM. Bởi vì IM nó vuông gác với mặt phẳng alpha mà. Đó, chỉ cần hai yếu tố nó thôi để em viết được phương trình mặt phẳng alpha rồi. Đó là cái điểm mà hắn đi qua này, với lại cái phóc tuyến của hắn này. À, hình ảnh chúng ta vẽ ra có rõ ràng đúng không? Đó là bờ ba xá ấy. Bờ ba tóm là cái bờ tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng. Hồi nãy mình lồm đầu. Hồi nãy mình lồm hình chiếu vuông góc rồi. Đây này này. Đây này, điểm M là hình chiếu vuông góc này, là mình lập cái phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với cái này đây. Cái mình tìm vô điểm đó. À, để hành toán làm lần nữa bài ba tốt. Bây giờ trở lại với lại bài ba bả. Tính khoảng cách từ tâm A của mặt cào ngồi tiếp đối diện ABCD tới mặt phẳng ABC. Đầu tiên chúng ta phải tìm được cái tâm A của cái mặt cào ngồi tiếp tứ diện này ABCD trước. Cách tìm đó là tại nó về cái này này. Đồ 39 trước này. Trong không gian cho mặt phẳng này viết phương trình mặt cào có tâm tâm O tiếp xúc với mặt phẳng alpha. Nhớ là nếu mà mình học sự tiếp xúc rồi đúng không? Khi mà mặt cào tiếp xúc với mặt phẳng á thì bán kính của mặt cào sẽ bằng khoảng cách từ tâm O tới mặt phẳng alpha. Tìm được bán kính là tìm được mặt cào. À, mà có được tâm O là 0,0,0. Mặt phẳng alpha cũng có phương trình cho trước. Thì bởi vì nó tiếp xúc nên nó có cái này thì tìm được bán kính. Tìm được bán kính xong rồi thì có tâm O với lại có bán kính thì lập được phương trình bảo toán magic. Rồi. Bây giờ chỉ còn một câu cuối cùng nữa thôi của ngày hôm nay. Câu ba bả. Tất nhiên là còn hai tròn ở dưới nữa, còn đang mà hết được chứ. À, để lập được để tính được tâm của mặt cào ngủ tiếp tứ diện ABCD với bốn cái điểm ABCD ở đây, tuy nó có chút đặc biệt nhưng mà cái điểm D này không đặc biệt này, cho nên nó không có công thức tính nhanh, nó phải dễ từ từ. Thì cách dễ từ từ chúng ta sẽ gọi cái tâm Y, nó là nó sẽ gọi cái tâm Y, gọi cái tâm Y có tọa độ là ABC. Thì nhớ là khi mà tâm Y có tọa độ như thế này thì phương trình cái mặt cào, phương trình cái mặt cào, phương trình mặt cào x mà ngồi tiếp tứ diện nó sẽ là x bình cạnh y bình cạnh z bình trừ 2ax trừ 2bi trừ 2c giấy cạnh d bằng 0. Nhớ cái phương trình phê triển của một cái mặt cào bất kỳ ngay. Em hình dung nè, khi mà có cái hệ số của x á, là bằng trừ 2a này. Em chỉ cần lấy cái trừ 2a đem chia cho trừ 2a thôi. Thì em ra cái tâm là a rất là đẹp đúng không? Cái này chia trừ 2 là ra b, nó chia trừ 2 là c. Giống như cái cách mà mình tìm tâm bình thường đó. Thì từ đây mình cũng suy ra được cái này.
đó, đầu tiên mình gội như đây, sau này với cái mặt cầu ấy nó đi qua bốn điểm ABCD này, ví dụ này ấy nó đi qua A, bởi vì nó đi qua A cho nên chúng ta có thể tha cái tọa độ điểm A vô trang cái phương trình mặt cầu ấy được. Cụ thể mình sẽ cho x bằng 0, y bằng 0 và z bằng trừ 2, thì em sẽ được là trừ 2 bình cạnh với lại bóng z cạnh d bằng 0. Nó mất x y rồi, bởi vì chỗ mô có x y thì nó bằng 0, nên anh nói gì vậy? À, chỗ này là trừ bóng c chứ, anh thay z bằng trừ 2 còn c lại đó. Tương tự như thế thì đi qua b, đi qua c, đi qua d, thì em có thêm ba phương trình nữa, và từ đó em sẽ tìm được em dễ ba phương trình, bốn phương trình bóng ẩn mà máy tính của em thì em sẽ dễ được ABCD, ABCD chúng ta chỉ cần ABC thôi. Cái bài này người ta hỏi là tính khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng ABC, chúng ta chỉ cần lập phương trình mặt phẳng ABC thôi là đủ. Mặt phẳng ABC này rất ma là ABC nên sẽ có cái tọa độ rất là đẹp ABC, thì viết phương trình ABC chúng ta là x chia bóng này, ha, thành độ x chia bóng, y chia 2 cạnh với z chia trừ 2 bằng 1. Đó, 3 điểm đặc biệt như thế thì viết cái rạc luôn này, x chia bóng, y chia 2 với y chia 2 1, tức là x cạnh 2y trừ 2z trừ bóng bằng 0. Và em có tọa độ của điểm y từ cái việc giả hệ này, tha điểm b vô thì em có gì đúng không, tha b là x bằng 0, y bằng 2, z bằng 0 vô thì em sẽ được cái một phương trình nữa. Cái tha điểm d vô, nói chung là em bấm bốn phương trình bóng ẩn trong máy tính của em á, dễ được ABCD, dễ được rồi thì tha vô đây mình sẽ tìm được cái khoảng cách như người ta mong muốn, là cách để lò mày, là cách chung để tìm được tâm của mặt cào ngộ tiếp một cái tứ diện khi mà biết bốn đỉnh của cái tứ diện đó. Thì dùng cái này thì tâm của mặt cào ngộ tiếp tứ diện khi biết bốn đỉnh tứ diện, thì viết cái phương trình dọn tổng quát ra, thì nhớ phương trình dọn tổng quát là phương trình đây này, sang đầu tha từng điểm một vô, mỗi cái điểm thì sẽ cho mình một cái phương trình, bốn phương trình thì mình dễ được ra bốn ẳng ABCD, mình tìm được tâm. Thì những cái còn lại thì bán kính, ví dụ bán kính thì mình chỉ cần tính độ dài bằng thẳng IR thôi là được. À, đó là cách làm nhanh nhất này. Còn nếu người ta hỏi là bán tâm của mặt cào ngộ tiếp tứ diện OABC này, OABC, OABC thì theo công thức băng đào mình chạy thì nó nhanh hơn, thì cái tâm nó sẽ là em lấy này, bóng chia 2 là 2 này, 2 chia 2 là 1 này, trừ 2 chia 2 là trừ 1. Đó, công thức băng đào mình ghi thì nếu mà OABC thì nó sẽ ra liền, còn ABCD như đây á thì phải viết từ từ ra không có ra. Yeah. Rồi. À, thao nghĩ.